Về xưởng mẫu áo mới anh em ơi, màu đen siêu hot, chỉ 120k. Quất quất quất, tích lũy mua đủ số áo sẽ nhận quà cực ngon, không cần mua một lúc. Mua 3 áo free ship, mua 5 áo tặng một mô hình, mua 10 áo tặng một mô hình size lớn. Nếu không phải Luffy, những nhân vật có thể kế thừa danh hiệu Joy Boy. Xin chào 500 anh em của Băng Tặc Xăm Soi TV. Trong trận chiến tại đảo Onigashima, khoảnh khắc Luffy thức tỉnh trái ác quỷ Hitohitonomi, model thần mặt trời Lika, cụ voi Zunisa thì đã lên tiếng xác nhận Joy Boy đã trở lại. Sự trở lại lần này của Joy Boy sẽ đánh dấu bình minh sắp ló dạng, mở ra thời đại mới cho thế giới. Có bao giờ anh em thắc mắc là nếu không phải Lù và bỏ qua yếu tố về trái ác quỷ và dòng tộc đi, những nhân vật nào có đủ khả năng kế thừa ý chí của vị vua cổ đại hay không nhỉ? Để giải đáp thắc mắc này, Xăm Soi Tôi thì mạnh dạn đưa ra một danh sách những nhân vật có thể đảm đương trọng trách của thời đại mới. Không làm mất thêm thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề của ngày hôm nay thôi. Một, Oden Momonosuke. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là hai cha con nhà Kozuki, Oden và Momonosuke. Đầu tiên ta nói về người cha trước nhé. Oden từ nhỏ đã là một quái vật khiến cho cả Wano quốc sôi sục vì cái tính láo cá thích gây chuyện của mình. Tuổi càng lớn thì mức độ khủng khiếp trong các sự kiện ông gây ra càng cao, khiến cho ngài tướng quân Kozuki Sukiyaki buộc phải từ mặt và đẩy ông đến vùng Kuri. Mặc cho miệng lưỡi thế gian chửi rủa thế nào, ở Oden ta luôn thấy được sự tự do mà hiếm ai thấy được. Chính tinh thần đó đã luôn thúc đẩy ông vượt ra biển khơi, chu du khắp trốn và ngắm nhìn thế giới. Khí khái tự do này của ông chúa múa cũng là một điểm cộng lớn để ông được xếp vào hàng ngũ những chân dự bị cho vị trí Joy Boy. Và bên cạnh đó, sức mạnh của Oden là một thứ cực kỳ đáng sợ. Với song kiếm phái, ông đã từng khiến cho Kaido mém lên bảng điểm số nếu không nhờ trò bẩn của mụ già Kurozumi Higurashi. Một đặc điểm đặc biệt nữa của lãnh chúa vùng Kuri còn sở hữu cho mình khả năng tiếng nói của vạn vật, giúp ông có thể lắng nghe được những âm thanh giao tiếp của các sinh vật trên thế giới này. Và tương tự như Oden, thằng con của ông, Dâm Long Monosuke, cũng sở hữu kỹ năng bá đạo này. Dù vẫn chỉ là một đứa con nít sau khi mà được chuyển đến tương lai 20 năm, nhưng khí khái của một thành viên trong dòng tộc Kozuki vẫn được Momo thể hiện dù luôn trong trạng thái sợ hãi. Không biết việc điều khiển cụ voi Zunisa là khả năng chung của tộc Kozuki hay không, nhưng bằng việc nhóc Momo được con voi ngàn tuổi này gọi là chủ nhân và xin phép được nghênh chiến là chúng ta hiểu được vị thế của dòng hường là to đến đâu rồi. Đặc biệt hơn nữa, nếu Oden là người đi trước cùng thời với Roger, người có duyên tìm được bí mật lịch sử nhưng không phải là người được chọn, thì Momo lại là thế hệ sau, vừa đúng thời điểm như lịch sử chờ đợi. Vậy nên nếu để lựa chọn một trong hai cha con này làm người được chọn mở ra bình minh thay thế cho Luffy, thì có lẽ Momo sẽ là đối tượng hợp lý hơn. 2. Podgard DA. Kế đến trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay là kẻ mang trong mình dòng máu của vua hải tặc Goldie Roger, Podgard DA. Khi mà Roger tìm ra được Log Town và nhận ra mình không phải người được chọn, ông đã hy vọng người được lịch sử chọn chính là con trai của mình. Điều mong mỏi ấy phần nào đó đã được A kế thừa, đó là sự tự do không ràng buộc và khao khát được tìm ra chân lý sống của bản thân. Từ nhỏ A đã sống một cuộc đời không được chấp nhận. Bất cứ khi nào cậu hỏi về cha mình đều nhận lấy những lời sỉ vả và nguyền rủa dòng máu đang chảy trong huyết quản. Mặc dù đã có những người vẫn luôn yêu thương bên cạnh thì A vẫn luôn khao khát được ra khơi để tìm lẽ sống của mình. Có thể nói ở trong One Piece, nhân vật có nhiều nét tương đồng với Luffy nhất là A. Từ cái nết ăn, nết ngủ, cái tính bốc đồng nông nổi cho đến khát khao tự do. Hai anh em này thì chẳng khác nhau là mấy. Tuy nhiên, điều khiến A chưa thể chạm tới cơ hội trở thành Joy Boy như kỳ vọng của cha mình, một phần cũng xuất phát từ vua hải tặc. Chính sự nổi tiếng dựa trên cả danh lẫn tai tiếng của mình, Roger đã đẩy con trai vào hoàn cảnh bí bách, cô đơn, căm hận chính bản thân mình. Nếu không có Luffy, Sabo, Darden, Garp, những người đồng đội của băng hải tặc Space và đặc biệt là băng dâu trắng thì không biết là Hỏa Quyền còn cô độc thế nào nữa. A có thể tự do về thể xác nhưng cậu luôn bị cầm tù về tinh thần khi mà cứ luẩn quẩn đi tìm định nghĩa sống cho bản thân. Tuy nhiên thật may là đến khoảnh khắc cuối đời, A lại có được thứ mình luôn đi tìm. A là một nhân vật thú vị, đầy sức hút, sở hữu sức mạnh to lớn. Nếu không phải chịu áp lực tai tiếng của người cha ruột thì có lẽ cậu cũng là một ứng cử viên lớn cho vị trí Joy Boy.
3. Crystal Tiger, người tiếp theo mà mình luôn cho rằng hoàn toàn có thể kế thừa danh hiệu Joy Boy, chính là người đàn ông được coi là biểu tượng của sự tự do, giải phóng nô lệ, Crystal Tiger. Ông xuất thân là thủ lĩnh của đám du thủ du thực ngoài vòng pháp luật tại quận Người Cá. Ông đã từng là một nhà thám hiểm nổi tiếng nhưng mà không may bị Thiên Long Nhân bắt giữ và đem về Marine Joy để trở thành nô lệ bị chúng trà đạp. Crystal Tiger là người duy nhất trong danh sách này đã phải nếm trải sự xấu xa đến phát tởm của thế giới này khi mà ở được nơi gọi là chỗ ở của thần. Sau khi mà thoát khỏi xiềng xích nô lệ trở về đảo Người Cá, ông đã một lần nữa trở lại nơi đau thương đó để giải phóng cho tất cả nô lệ và người cá. Với những người cùng chủng tộc đã bị khắc Thiên Long Chảo lên người, ông cho sửa lại thành biểu tượng mặt trời cùng với những anh em khác nữa ở quận Người Cá. Ông thành lập lên băng hải tặc mặt trời. Chúng ta đã từng biết thông qua câu chuyện mà Husu nói với Jinbei về một vị thần có tên là Nika. Vị thần mặt trời đã giải phóng cho những kẻ bị xiềng xích vây hãm. Phải chăng truyền thuyết ấy là từ sự việc của Crystal Tiger? Hoàn toàn có thể lắm chứ. Và bên cạnh đó, về mặt tư tưởng, ông thì cũng là một kẻ ưa tự do và không bị những luật lệ hay định kiến kìm hẹp mình. Nên nhớ, ở thời đại của ông, nạn phân biệt chủng tộc giữa người cá, nhân ngư và con người là vô cùng sâu sắc. Không nhiều người thuộc chủng tộc dưới đáy biển dám răng buồm ra khơi tìm hiểu về thế giới như ông. Đến khi thành lập được băng tầng mặt trời, tôn chỉ của ông vẫn là giải phóng và tự do để xóa bỏ những luật lệ lố bịch ở trên thế giới này. Nhờ danh tiếng của vĩ nhân giải phóng nô lệ, ông hoàn toàn xứng đáng có cơ hội để trở thành Joy Boy, nhưng ông thì vẫn chưa đủ mạnh, đồng thời là cũng như Roger, ông được sinh ra quá sớm. Xét về sức mạnh thì có thể nói ông hoàn toàn ngang cơ với Jinbei dù chưa thể hiện quá nhiều về khả năng của mình. Nhưng với một kẻ có thể gây ra biến lớn tại vùng đất của thần như vậy, chắc chắn không phải hạng xoàng. Nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ để đấu chọi với chính phủ thế giới. Và ở đâu đó trong ông vẫn có sự căm hận với con người. Dù bị thương nặng khi mà hải quân phục kích, nhưng mà chỉ cần truyền máu, Crystal Tiger vẫn sống, nhưng ông đã từ chối. Sau tất cả những gì mà chính mắt chứng kiến, thân xác chịu đựng, ông đã thêm ghê tởm con người và không muốn sống có máu của giống loài đó chảy trong huyết quản. Tuy nhiên, ý chí của ông vẫn được duy trì trong tư duy của Jinbei và con gái của ông đã từng cứu và bây giờ đã là một thành viên quan trọng của quân cách mạng là Koala. 4. Dragon Sabo. Nói đến giải phóng thế giới mà không bàn đến những con người đang thực thi, quả là thiếu sót lớn. Thêm một cặp đôi nữa tuy không phải cha con nhưng thân thiết và gắn bó với nhau, chẳng kém gì gia đình phụ tử cả. Đó thì chính là những người đứng đầu và số 2 của quân cách mạng, Mankini Dragon và Sabo. Nhắc đến Dragon thì ta nhớ ngay đến biểu tượng của sự tự do mới, kẻ soi đường chỉ lối cho thế giới bước vào một bình minh mới. Với mong muốn tự do mãnh liệt như vậy, cha của Lù hoàn toàn xứng đáng để được cân nhắc cho vị trí tân Joy Boy. Dù là người bí ẩn, hành tung từ trước đến nay vẫn là một ẩn số, nhưng khao khát từ ông thì ai cũng cảm nhận được. Sau khi được chứng kiến sự tàn phá không thương tiếc, nơi được coi là tủ sách trí tuệ của thế giới, Dragon đã hạ quyết tâm thành lập một lực lượng đủ sức để lật đổ chính phủ thế giới. Cha của Luffy có thể xếp vào hàng ngũ đi trước, nhưng ở hiện tại, ông thì đang có trong tay những thứ cần thiết để tạo ra bước chuyển của thời đại. Nếu như ông được lịch sử lựa chọn là vị thần lãnh đạo thế giới đến sự tự do, thì đội quân cách mạng dưới trướng của ông sẽ có thêm lý do để tiến lên để nhận lấy sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, có một người nữa trong hàng ngũ này cũng xứng đáng được liệt kê ở trong danh sách này, chính là người anh em của Luffy và Ace, Sabo. Ý thức tự do trong tư tưởng của Sabo đã bộc lộ từ rất sớm. Với thân thế là một quý tộc của vương quốc Goa và sau đó lưu lạc ra bãi rác, Sabo đã được chứng kiến sự phân biệt quá rõ rệt giai cấp giữa những kẻ có quyền và người ở đáy xã hội. Khao khát độc lập đã thắp lên trong tâm trí Sabo từ đó và cậu quyết định bỏ lại những thứ xa hoa phù phiếm để tìm đến sự tự do đích thực, nơi mà cậu được thoải mái sống mà không phải giả tạo. Sau biến cố bị Thiên Long Nhân tấn công, cậu được Dragon cứu sống và mang về huấn luyện. Đến giờ sau khi mà đã có được năng lực của trái Meramera kế thừa được từ người anh em A, Sabo đã từng bước hoàn thành ước mơ tự do không chỉ của mình mà trên phạm vi toàn thế giới. Một con người nhiều hoài bão khát khao như thế cũng là xứng đáng với vị trí Joy Boy lắm. 5. Xanh. Nhân vật cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay là người được coi là bước chuyển tiếp của thời đại, người kết nối giữa cựu vua hải tặc và vua hải tặc tương lai, không ai khác chính là ông chú xanh tóc đỏ.
với những lời tuyên bố sẽ bắt đầu tìm kho báu One Piece của mình. Một làn sóng trong cộng đồng fan One Piece đã dâng trào về vấn đề liệu có phải tóc đỏ mới chính là trùm cuối chi phối mọi thứ diễn ra ở trong One Piece hay không? Chưa biết ông chú là mẫu người như thế nào, nhưng sự phóng khoáng và tự do rất đặc biệt của ông đã là niềm ước mơ, truyền động lực rất lớn cho Luffy. Có thể nói thì Luffy đã từng bước muốn trở thành một người đàn ông như Sanji. Ở ông chú thì có sự từng trải nên rất điềm tĩnh và cái gì đó bí ẩn cực kỳ cuốn hút. Ở trong quá khứ, ông đã từng là thực thập sinh trên tàu của vua hải tặc Goldie Roger. Và nếu không vì ở lại chăm sóc người anh em Buggy bị bệnh thì có lẽ chính Sanji cũng đã được chứng kiến tượng tần kho báu One Piece rồi. Như chúng ta còn nhớ, Roger thì đã từng nói gì đó với Sanji trước lúc nộp mình cho hải quân. Liệu đó có phải là bí ẩn đằng sau chữ đi hay còn bí mật nào khác nữa? Cái chúng ta thấy được ấy chỉ là những giọt nước mắt của Sanji sau đó mà thôi. Và với động thái trao lại chiếc mũ được coi là biểu tượng của người đứng đầu vương quốc cổ đại cho Sanji, phải chăng cựu vua hải tặc đã đặt ngôi sao hy vọng của ông vào chàng trai trẻ này? Bên cạnh đó, điều khiến Sanji là ứng cử viên hàng đầu cho danh sách có thể thay thế cho Lù, đó là việc ông đã từng có trong tay tất cả cơ sở cần thiết để có được danh hiệu này. Từ việc ông được thừa kế chiếc mũ rơm từ thuyền trưởng của mình, ông cũng là người cướp được trái Kumu Kumu hay Hito Hito model thần mặt trời Nika. Nếu giả sử khi ấy Sanji là một kẻ tham vọng ăn luôn trái ác quỷ đó thì cũng không biết đâu được. Chưa kể với vị thế của mình lúc bấy giờ, ông hoàn toàn có đủ lực lượng lẫn sức mạnh để tạo sóng dữ trên biển. Đừng quên, tác giả mới chỉ giới thiệu tên của ông chú tóc đỏ là Sanji thôi. Biết đâu được tên đầy đủ của ông là Rock D. Sanji thì độ phù hợp của ông chắc chỉ kém Luffy ở khoản vận may mà thôi. Và trên đây là danh sách các ứng viên mà mình cho rằng nếu không phải Luffy thì họ hoàn toàn xứng đáng cho vị trí tân Joy Boy. Anh em có cùng quan điểm không? Và nếu còn sót người nào, anh em nhớ bình luận bên dưới nhé. Sau đây là phần được nhiều người chờ đợi nhất góc comment. Và đầu tiên là câu hỏi của bạn T3Táo999. Anh cho em hỏi tại sao Sanji không ăn trái Kumu Kumu luôn từ lúc cướp được? Tại sao lại để cho Lù ăn được? Có lẽ nào đây là cố tình chăng? Có thể ông biết bản thân không phải là người được chọn và trước đó đã cảm thấy người mà thuyền trưởng đang chờ đợi là Luffy nên đã quyết định để vu vơ cho ông cháu ăn mà thôi. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Võ Khương. Có lẽ nào Team Roger cười vì điểm cuối ghi kho báu One Piece nằm trong các tấm polyp chỉ mở ra được bởi Joy Boy với trái Hito Hito làm mềm ra mới mở được. Nói chung là anh nghĩ ấy, điều khiến cho băng Roger cười khi mà đến được Lock Town vì họ đã cảm thấy được điều mà mình đã tiên dự từ trước, nhưng vai trò không phải là người mở ra mà là người đặt tiền đề cho người đi sau. Và cuối cùng là câu hỏi của bạn Nhít Nhắng. Ai là người đặt ra số tiền thưởng cho mỗi hải tặc nhỉ? Mức tiền thưởng truy nã được tính như thế nào? Xin được trả lời câu hỏi của em như sau, là hải quân sẽ là cơ quan đặt ra số tiền truy nã cho mỗi hải tặc em nhé. Số tiền ấy sẽ dựa trên sức mạnh này, độ nguy hiểm, vị thế và độ đe dọa của chúng lên chính quyền nha.